Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Thủ Công Handmade với video hướng dẫn cách làm bộ đồ chơi cho bé từ vỏ lon. Video hướng dẫn này thì nó cũng có rất là nhiều cách khác nhau ở trên YouTube, họ chia sẻ rất nhiều và cách làm của mình thì cũng khác biệt, thì các bạn hãy xem và tham khảo cách làm của mình nhé. Các bạn cần chuẩn bị đá mài, thép, dao kéo, búa, kìm, đinh và một số đồ dùng thủ công khác. Vỏ lon, một số cái miếng đáy và cái miếng nắp lon. Và trước kia mình đã cắt ra để lấy cái phần thân này làm những bông hoa và tranh đó, thì mình giữ lại. Và bây giờ thì mình dùng nó để làm nắp sơn acrylic nếu mà các bạn cần. Cách làm thì cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ mời các bạn cùng làm theo video mình hướng dẫn nhé. Các bạn nhớ là khi cắt chỗ cái phần này thì các bạn cắt tròn như thế này thì nó sẽ không có cái điểm nhọn ấy khi mình ghép vào cái phần thân đáy của cái lon này này. Đấy thì nó sẽ an toàn hơn khi các bé chơi mà các bé cho tay vào bên trong ấy thì nó cũng sẽ không sắc nhọn. Đây. Mình đã thử nghiệm qua một cái lồi trước đấy. Mình không làm, mình không cắt tỉa tròn thì nó thấy nó nhọn nhọn, nó không an toàn lắm, nên là mình đã nghĩ ra là nên cắt tỉa tròn như thế này. Và chiếc nồi vừa đẹp mà lại vừa an toàn cho bé chơi nhé.
Chiếc nồi đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Cách làm của mình cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Nếu mà các bạn thấy nó hay, nếu mà thấy thích thì các bạn hãy nhấn like và để lại bình luận cho mình ở phía dưới nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh để xem được nhiều video khác nữa trên kênh Thủ Công Handmade. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chúc bạn thành công!